Xin chào quý khán giả đã đến với chương trình Vui Khỏe Cùng Sao. Hôm nay chương trình sẽ giới thiệu cho quý khán giả một nhân vật. Cô từng được gọi là nữ hoàng tốc độ của làng điền kinh Việt Nam. Cô là ai và hiện nay cuộc sống của cô như thế nào? Mời quý vị cùng xem tiếp chương trình. Trong gần 10 năm, từ năm 1986 đến năm 1995, không ai trong làng thi đấu điền kinh là không biết đến cái tên Trương Hoàng Mỹ Linh. Trong những năm tháng đó, cô gái này được mệnh danh là nữ hoàng tốc độ bởi liên tiếp nhận được những giải vô địch cự ly 100m, 200m, tiếp sức cự ly 4x100m. Những người yêu thể thao khi đó cũng rất ngạc nhiên vì thành công liên tiếp của nữ vô địch này. Mỹ Linh còn là đại diện cự ly ngắn đầu tiên của điền kinh Việt Nam khi hội nhập với SEA Games năm 1989, giữ kỷ lục quốc gia nhiều năm liền ở cự ly 100m với thành tích 11:47. Năm 1995, Mỹ Linh không may bị chấn thương trong một lần thi đấu nên không thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Năm 1995, Mỹ Linh không may bị chấn thương trong một lần luyện tập nên không thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Chị quyết định từ giã thể thao đỉnh cao. Đó là một sự kiện mà báo chí khi ấy tốn không ít giấy mực vì tiếc cho nữ hoàng tốc độ. Bước ngoặt cuộc đời của chị đã rẽ sang một trang mới sau cú chấn thương ấy. Mỹ Linh chuyển sang lĩnh vực hàng không, trở thành thư ký điều hành công ty liên danh dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất, rồi chuyển sang làm trợ lý giám đốc hàng hóa cho hãng hàng không Thụy Sĩ. Đây là một con đường hoàn toàn mới với một vận động viên điền kinh, nhưng không ai ngờ chị khá thành công trong lĩnh vực này. Theo quan niệm của chị, đã là vận động viên thể thao đỉnh cao thì hầu hết ai cũng đều sở hữu một khả năng đặc biệt. Nếu được trao cơ hội, họ hoàn toàn đủ sức để kiếm tiền, trang trải cuộc sống sau khi giải nghệ. Vì thế, đối với nữ hoàng tốc độ, dường như vượt qua được cái đích này, chị lại muốn tới một cái đích khác và chị lại dấn thân vào một công việc khác. Hiện nay, chị là giám đốc cấp cao của một công ty về bảo hiểm nhân thọ, quản lý gần 13.000 nhân viên kinh doanh. Công việc luôn có những áp lực, căng thẳng, nhưng chị luôn biết cách sắp xếp và tạo ra khoảng không riêng cho bản thân và gia đình. Đối với chị, hai con là tài sản quý giá nhất, nên chị luôn dành thời gian đưa các con đi chơi, đi mua sắm mỗi khi có thời gian. Mẹ rất là thương tụi em và mỗi cuối tuần mẹ thường dẫn tụi em đi chơi, nấu những món khoái khẩu cho tụi em ăn. Thích món gì thì mẹ nấu món đó. Mẹ cũng hay kể chuyện về gia đình của mẹ hồi xưa. Em rất là thích thú những câu chuyện của mẹ. Cái lợi thế mạnh của Mỹ Linh á, là mọi việc rất là căng thẳng thì trở lên nhẹ nhàng bởi cái kỹ năng đó của nó có cái kỹ năng đó. Nhiều khi bận rộn quá, thành ra nhiều khi hẹn nhau ở cancel. Đẹp gái không có béo, cần năng lượng để làm việc. Mỹ Linh có đánh đá không thì mình nghĩ rằng là không đánh đá nhưng mà có cá tính. Thưa quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với nữ hoàng tốc độ Trương Hoàng Mỹ Linh. Xin chào chị. Câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn hỏi chị đó là chị có thể chia sẻ những cảm xúc khi mà chị phá vỡ được kỷ lục trong sự nghiệp thể thao của chính mình hay không ạ? Cái cảm xúc đó vẫn còn rất là nguyên vẹn trong tôi trong suốt cả một cái khoảng thời gian hơn 15 năm thi đấu ở thể thao đỉnh cao. Cũng như là khoảng 20 năm mình đã giã từ sự nghiệp thi đấu nhưng mà mọi thứ nó vẫn như ngày hôm qua. Bất kỳ một vận động viên nào khi mà mình đạt được những cái thành tích cao nhất trong sự nghiệp thì cũng đều có những cái cảm xúc rất là tuyệt vời và một cái niềm hạnh phúc thật khó mà có thể diễn tả được. Thi đấu để mà mình thắng một cái đối thủ vốn nó đã khó, nhưng nếu mình thắng chính bản thân mình thì nó lại càng khó khăn hơn và cái hạnh phúc đó nó nhân lên gấp nhiều lần. Thưa chị có thể chia sẻ với mọi người làm thế nào để chị có thể cân bằng giữa việc tập luyện thể thao và việc học hay không thưa chị? Thật ra một trong những cái lý do để tôi được phép tham gia thể thao chuyên nghiệp là phải đảm bảo cái việc học tập theo đúng cái định hướng mà gia đình đã yêu cầu.
Chính vì thế cùng một lúc phải đảm trách hai nhiệm vụ, vừa làm sao học tốt và vừa làm sao có thành tích tốt, đó là một cái áp lực không nhỏ. Tuy nhiên nếu mình đã xác định được cái mục tiêu rõ ràng thì chắc chắn là mình sẽ phải thực hiện được. Bởi vì nếu như tôi không hoàn thành được cái kết quả học tập tốt thì tôi không được phép tham gia thể thao, bởi vì đó là một cái lời hứa với ba mẹ rồi. Thưa chị, là cái cảm xúc mà khi mà chị giành được cái vinh quang trong cái sự nghiệp thể thao và cái cảm xúc khi mà chị đạt được cái danh hiệu nhân viên xuất sắc toàn cầu của công ty mà chị đang công tác, nó có khác nhau không ạ? Cảm xúc trên đỉnh vinh quang cho dù ở bất kỳ nghề nghiệp nào nó cũng đều tuyệt vời giống nhau. Nó chỉ khác nhau là cái về mặt chuyên môn thôi. Cái cảm xúc khi mình tự phá kỷ lục của chính mình, gọi là vượt qua chính bản thân mình, gọi là những cái kỷ niệm không bao giờ tôi quên được trong suốt cái chặng đường hơn 15 năm tham gia thể thao đỉnh cao. Thì chuyển sang một cái vai trò mới, ở một cái nghề nghiệp mới mà mình cũng gọi là đạt được những cái thành tích, những cái kết quả tốt, thì cũng là một cái điều mà tôi cũng phải quyết tâm và nỗ lực rất nhiều để mình tự khẳng định mình chứng minh là mình vẫn có thể bắt nhịp được với một cái cuộc sống bên ngoài cái thế giới thể thao. Và những cái cảm xúc đó thì cũng rất là không gì có thể mình tả được, bởi vì để đạt được cái danh hiệu đó, tôi phải vượt qua cả hơn mấy chục ngàn nhân viên trên toàn cầu. Khi nhắc đến tên Trương Hoàng Mỹ Linh, người ta có thể nghĩ ra ngay à, đây là nữ hoàng tốc độ của làng điền kinh Việt Nam. Nhưng mà khi mà gặp thì chưa chắc người ta đã nhận ra được ngay đó là chị Trương Hoàng Mỹ Linh. Hình ảnh của chị so với 20 năm trước đã thay đổi khá là nhiều. Chị có thể chia sẻ về điều này được không ạ? Nói về sắc đẹp thì đã là phụ nữ ai cũng quan tâm. Nhưng mà trước đây thì gần như trong cái thời gian mà tôi tập luyện thì sắc đẹp không được quan tâm đến, bởi vì mục tiêu của tất cả các vận động viên là thành tích, là sự hy sinh. Nhưng mà bây giờ khi mà chia tay thể thao trở về một cuộc sống bình thường thì chắc chắn ai cũng phải quan tâm và chăm chút cho ngoại hình của mình, và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Chắc chắn là cái sự thay đổi rất nhiều so với trước đây, bởi vì tôi không còn rám nắng như ngày xưa, và tôi bây giờ cũng đã không còn gọi là thon thả như cái thời nào. Chính vì thế mà để giữ cho được một cái vóc dáng khỏe mạnh thì tôi phải tiếp tục dành cái thời gian cho tập luyện. Nhưng mà đương nhiên là không thể tập luyện theo cái cường độ trước đây. Nhưng mà ít nhất là mình đầu tiên cái mục tiêu của mình là phải khỏe cái đã. Và khi mà chúng ta khỏe thì chắc chắn vóc dáng của chúng ta sẽ cân đối và giúp cho chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống. Không ai cưỡng lại được cái quy luật, và ai cũng muốn níu kéo cái tuổi thanh xuân của mình. Và tôi cũng không gọi là khác mọi người. Tôi vẫn phải cố gắng để kéo dài cái tuổi xuân của mình một cách có thể, bằng cách là đương nhiên là để mà duy trì cùng lúc cả công việc, gia đình và một cái khoảng thời gian dành riêng cho mình thì điều này không dễ. Nhưng mà tôi luôn gọi là đặt những cái ưu tiên, bởi vì nếu không có sức khỏe thì mình không thể có được những cái mình không thể thực hiện được những cái kế hoạch của mình, mình không thể chăm lo cho người thân của mình, và mình cũng không thể làm việc tốt được. Thật ra với tôi, sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chị có thể chia sẻ bí quyết làm thế nào để mà chị có thể cân bằng vai trò của một giám đốc cấp cao và vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình hay không? Thật ra công việc luôn thay đổi, và cái áp lực trong công việc nó luôn chuyển hướng nhiều cái áp lực khác nhau. Thì với tôi, cái vấn đề mấu chốt là làm sao tôi có thể quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả nhất. Thì mình phải phân chia một cách rất là rõ ràng thời gian nào dành cho công việc, thời gian nào dành cho gia đình, và cố gắng gọi là đặt ra một cái nguyên tắc là không được phép xâm phạm thời gian của gia đình dành cho công việc. Chính vì thế, mặc dù công việc của tôi cũng rất là bận rộn và tôi phải thường xuyên di chuyển nhiều, nhưng hai ngày cuối tuần là hai ngày tôi dành hoàn toàn cho gia đình, và chúng tôi cố gắng là không vi phạm vào cái quỹ thời gian này. Chị Linh, để có được thành công của ngày hôm nay thì chắc chắn chị sẽ có những cái triết lý sống của mình. Đó là gì thưa chị? Cái triết lý sống của tôi là hãy cho đi rồi mình sẽ nhận lại sau. Và điều này tôi áp dụng không phải chỉ riêng cho công việc mà cho cả gia đình. Nếu như bạn muốn những người xung quanh bạn yêu thương bạn thì bạn hãy yêu thương họ trước.
bạn hãy thể hiện cái tình yêu của bạn, những cái sự quan tâm của bạn dành cho tất cả mọi người, thì bạn sẽ nhận lại được cái tình cảm tương tự. Thưa quý khán giả, cuộc trao đổi thú vị với Trương Hoàng Mỹ Linh, nữ hoàng tốc độ của làng Điền Kinh Việt Nam đã kết thúc chương trình Vui Khỏe Cùng Sao hôm nay. Quý vị đừng quên bật kênh No2 TV vào lúc 20h45 thứ Bảy hàng tuần để đón xem chương trình nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.